Thoáng cái mình đã ra trường được 7 năm rồi, và nếu là mình của 7 năm trước khi mới ra trường thì sẽ như thế nào nhỉ? Mình sẽ đang làm MC cho gà rán này, đi các sự kiện eSports, và nếu còn gắn liền với game thì khéo bây giờ đang tối ngày với SEA Games 31 rồi cũng nên. Nhưng mà bây giờ thì mình đang bắt đầu chuẩn bị một ngày mới với việc make up, và như thường lệ không thể thiếu được là xem YouTube và nghe nhạc các bạn ơi. Khác với hồi mới ra trường thì hiện tại mình đang làm một công việc được trải nghiệm rất nhiều sản phẩm công nghệ mới và có nhiều điện thoại mới. Quay trở lại với vlog ngày hôm nay, phải làm cái gì khác mới được. Hello các bạn. Lạy Chúa tôi, em đi không biết đường. Vẽ trái. Nó bây giờ nó đang nóng mà. Cửa hàng bên đây phải turn right. Ở Hà Nội thì chắc chắn các bạn phải lên phố cổ để có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Chia cực luôn. Và trong video này thì mình sẽ test camera điện thoại nên sẽ chụp rất nhiều ảnh, các bạn đừng ngợp nhé. Vivo T1 5G mình thấy có một cái thiết kế dung hòa giữa sự gần gũi dễ dùng này mà vẫn thời trang, với cái mặt lưng phủ AG nhũ lấp lánh, nhá mịn và hoàn toàn không bám mồ hôi dấu vân tay. Nhưng mà vẫn rất nổi bật và cá tính với cụm camera hoành tráng phía sau, nhìn thì hơi giống bếp từ nhưng mà Vivo ví với hai động cơ của máy bay. Máy cầm thì nhỏ, nhẹ và mỏng. 7 năm trước điện thoại chưa đạt đến cảnh giới mỏng nhẹ như thế này đâu. Và địa điểm thứ hai đó chính là nơi mà mình dù là sinh viên hay mới ra trường hay bây giờ cũng rất thích đến, là mấy nơi xinh xinh mà có bán đồ văn phòng phẩm dễ thương, sổ, bút này. Vào Grabit thì các bạn sẽ thấy có vô vàn những cái sự dễ thương ở đây. Trời ơi, cặp tóc mà cứ làm như là... À quên, kẹp sách mà làm như cặp tóc. Và các bạn lại phải xem ảnh của mình ở Grabit nha, bởi vì ở ngoài xinh xỉu luôn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Bao đi đâu. Và lần này thì mình sẽ dẫn các bạn đi cà phê. 7 năm trước không nhiều quán cà phê xinh như bây giờ, nhưng bây giờ thì quá bận để thường xuyên đi cà phê. Nhưng mà không sao, mình dẫn các bạn đến một quán cà phê trên Hồ Tây xinh xỉu luôn. Trời ơi, mình đi các góc và chụp rất nhiều ảnh. Một điểm nữa là khi sử dụng điện thoại Vivo ấy, thì các bạn nữ cũng như các bạn nam đừng bỏ qua một tính năng, đó chính là chụp ảnh selfie chân dung có sử dụng những cái bộ lọc filter màu sắc để xinh như mình và Linh như này nhá. Và sau khi chụp rất nhiều những bức ảnh ở tất cả các ngóc ngách trong quán thì mình quyết định chuyển sang một phần mình rất thích, đó chính là dạy Linh chơi game. Chơi cái chế độ siêu trò chơi, nói chung là trên điện thoại Vivo có. Đấy, nó sẽ tăng cường những cái trải nghiệm. Ở đây thì chị thấy là có tăng cường khả năng nhìn rõ nét này, chế độ dung cho trò chơi 4D, và chất lượng âm thanh nói chung là cũng thể tùy biến theo ta. Sau lại có các ưu tiên tốc độ khung hình, cái này thì sẽ cài đặt cho tùy tựa game. Hôm nay chị sẽ dạy em chơi game Liên Quân. Bây giờ thể chơi test thử Liên Quân luôn. Thấy chưa? Vào trong này nó đã là từ bồ luôn ấy. Thì đây sẽ có nhiều những cái chế độ mà em có thể chọn khi chơi game này, tiết kiệm pin này, cân bằng này, hiệu suất cao này, cho những tựa game mà hardcore ấy. Em có thể chặn thông báo cuộc gọi trong lúc mình chơi game. Đấy. Em thích cái đấy. Đúng. Máy em chẳng có cái đấy. Tin nhắn. Bây giờ mình sẽ thử chơi luôn nhá. Thôi rồi, bây giờ em chọn tướng đi. Em thấy con nào xinh em chọn được. Thế á? Thế được chứ. Em chọn đi. Mà em phải chọn con không đi rừng. Nó đi rừng. Rồi em chơi vào đấy em khóa luôn đi. Con này cũng dễ chơi đấy. Được. Ngồi vuốt đi. Mua đồ bên này nhá. Mua hết. Này, nhìn đồ đã. Nhìn đồ mua đúng rồi. Chuẩn. Phải mua. Phải nhìn mới được mua. Thôi em lên đại cũng được, tại vì em nhớ cộng chiều ở đây này. Bao giờ tính như gì đây? Nhưng mà kiểu con này. Ôi con chim nó ịu thay chị. Đầu video ấy mình bảo là một vlog thật khác, thì bạn nào đã nhận ra là gì chưa?
Hôm nay thì mình cầm chiếc điện thoại mới tinh tinh tinh, đó chính là Vivo T1 5G. Và tại sao mình chọn em này? Nói đúng hơn ấy, chính chiếc điện thoại Vivo T1 5G này đã khiến mình có cảm hứng là muốn quay trở lại cái thời sinh viên mới ra trường. Bởi vì hồi đó thì không có nhiều tiền mà lại nghiền game cũng như là chơi game nhiều. Nên là chính nhờ cái điểm nổi bật về hiệu năng nổi trội trong phân khúc cùng với tính năng turbo hỗ trợ chơi game khiến mình muốn gáy luôn á. Bây giờ mình sẽ chơi game này nhá. Được, chị chơi một ván đi. Cái này gọi là bà cháy luôn. Nhìn đây. Và vừa rồi thì bọn mình có chơi game ấy mọi người. Thì mình thấy là chơi game cũng được mấy tiếng rồi. Tất cả các tựa game thì máy khá là mát. Đây này, thấy chưa? Bởi vì em Vivo T1 5G này có một cái chế độ là hệ thống làm mát buồng hơi diện tích khá là lớn. Nên là chơi lâu nó cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Nói chung là mát nhá. Và một cái điểm nữa là cái màn hình này thì mặc dù là trong phân khúc ý, tần số quét chỉ là 90Hz thôi, không phải là cao nhất. Nhưng mình chơi những cái tựa game ví dụ như là Plants vs Zombies hay là cái Magic, cái chơi nhạc ấy, nó vẫn rất là mượt. Đó. À, nhưng mà bù lại thì mình sẽ có con chip mạnh nhất, Snapdragon 778G 5G. Đó. Nói chung là đánh đổi cả. Còn có cả mở rộng RAM 2.0 nữa dành cho bạn nào mà thích. Đấy là về khả năng và trải nghiệm chơi game của bọn mình. Mặc dù là Linh chơi gà vãi. Đừng với mọi người ạ. Nên mọi người đừng chửi mình nhá. Hơi sợ, nói hơi bé. Sợ lắm. Ok. Years later. Đến khúc ăn tối rồi các bạn ơi, và bọn mình phải chờ một tiếng để được ăn mì chua cay ở đây chỉ vì mình quá vật. Đó. Mọi người nhìn đi, mình đang quay bằng Vivo T1 5G đó. Trời ơi, đấy thấy chưa, các bạn biết không, hết một ngày ý, thì pin của mình đi, lúc đi là 100%, lúc về 48% nha, chưa hết pin. Và thực sự là với viên pin 4.700 mAh thì mình cũng không quá lo lắng về vấn đề pin đâu. Dùng cả ngày như thế này vẫn chưa thể hết được, mà nếu có hết ý, thì có thể sạc nhanh được với sạc siêu tốc là 66W. Nói chung là chưa tới 20 phút mình có thể có thêm 50% pin nữa. Đấy là nói về pin, còn bây giờ thì mình sẽ chụp ảnh tiếp. Úi giời ơi. Người quen Linh ơi. Hello. Nào, chụp ảnh thôi. Chụp ảnh. Tạo dáng, lên dáng. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. Quan tâm là từ ngày 20 cho đến 25 tháng 5 khi mà đặt mua Vivo T1 5G và Vivo T1X tại các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki thì sẽ được giảm giá từ 500 cho đến 1 triệu đồng. Cụ thể thì Vivo T1 5G chỉ còn có 6.990.000 và Vivo T1X chỉ còn khoảng tầm 4.990.000 và 3.990.000 tùy phiên bản 4GB hay 8GB. Các bạn ơi, vậy là video vlog hôm nay làm game thủ gái o đến đây là hết rồi. Và mình thấy là một chiếc điện thoại ấy, không chỉ là để học tập, làm việc cũng như là kết nối, liên lạc này. Nó còn là một công cụ để giúp chúng ta giải trí nữa. Và các bạn hãy lựa chọn một chiếc điện thoại mà phù hợp với nhu cầu cũng như là túi tiền của mình, để có thể là vừa giải trí vừa làm việc học tập. Quan trọng ấy là phải cân tim gái o như vậy thôi nhá. Bye bye nha mọi người. Trái tim không dành cho ai.